Xin chào các bạn. Các bạn thấy chậu hoa của mình có đẹp không ạ? Nếu các bạn yêu thích, hãy subscribe kênh ủng hộ mình nha. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu nụ hoa hồng. Ở đây, nụ hoa hồng mình cắm kèm với các bông hoa để lên một chậu hoa xinh xắn, hoặc có thể để rời các cành hoa để lên bó nha các bạn. Cũng rất là đẹp đấy ạ. Đặc biệt chiếc nụ hoa này thì rất là dễ móc. Các bạn có thể hoàn thành nó trong vài phút thôi ạ. Để móc được mẫu nụ hoa hồng này, chúng ta cần hai màu len, màu xanh lá và màu hoa nhé. Ở đây là mình dùng màu đỏ bởi vì hoa của mình màu đỏ. Một thân hoa. Mình dùng len mưu cốt tông cuộn 125g này, hoặc là mưu bò sợi 2mm. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng kim móc là 3.0mm nha. 3.0. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên mình dùng len màu xanh tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc vào trong vòng tròn này cho mình 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Rút chặt vòng tròn ma thuật lại. Các bạn đâm kim vào mũi móc đơn đầu tiên nha. Móc cho mình một mũi rời để kết hàng. Sau đó các bạn lên một bính này để tăng độ cao của hàng. Móc vào cùng chân mũi rời một mũi móc đơn. Các chân tiếp theo các bạn cũng móc mũi móc đơn cho mình nhé. Không tăng, không giảm. Chúng ta vẫn có 6 mũi móc đơn tất cả ở hàng này. Mũi thứ 6 này. Sau đó chúng ta lại đâm kim vào cái vị trí mũi móc đơn đầu tiên và móc một mũi rời để kết hàng. Lên một bính để nâng độ cao này. Các bạn lộn cái mặt phải này ra nhé. Hàng thứ 3, các bạn cũng đâm kim vào cùng chân mũi rời này, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi tăng nha. Chúng ta móc 2 mũi móc đơn chung chân này. Tiếp đến là một mũi móc đơn này, rồi lại một mũi tăng này. Ở hàng này cứ cách một mũi móc đơn thì chúng ta có một mũi tăng. Và chúng ta tăng được 3 mũi tất cả, lên thành 9 mũi móc đơn trên hàng. Và cũng móc vào đỉnh mũi móc đơn đầu tiên một mũi rời để kết hàng. Đến hàng thứ tư các bạn cũng lên một bính này, móc cùng chân mũi rời một mũi móc đơn. Các chân còn lại các bạn móc mỗi chân một mũi móc đơn, không tăng không giảm.
Và hàng này có 9 mũi móc đơn tất cả. Cuối hàng các bạn cũng móc vào đỉnh mũi móc đơn đầu tiên một mũi rời nhé để kết hàng. Sau đó các bạn kéo dài cái sợi len màu xanh này để đây. Chúng ta sẽ dùng đến sợi len màu đỏ. Các bạn tạo một nút thắt ở đầu sợi len cho mình như thế này. Sau đó này, các bạn đâm kim vào một sợi phía trong của chân mũi nhé. Như thế này. Kéo sợi len màu đỏ qua. Lên một bính. Móc vào cùng cái chân này một mũi móc đơn. Các chân mũi tiếp theo này, chúng ta cũng làm việc với một sợi phía trong của chân mũi nhé. Và móc mũi móc đơn, không tăng không giảm. Mỗi một mũi là một mũi móc đơn như thế này. Và chúng ta vẫn duy trì 9 mũi móc đơn ở trên hàng. Cái phần này lấy sợi nó hơi khó, các bạn chú ý nha, lấy cho chính xác. Chúng ta để lại cái sợi phía ngoài của chân mũi để lát chúng ta móc cái thùy của nụ hoa như thế này nha. Sợi len thừa này các bạn có thể nhét ở bên trong. Các bạn đếm lại cho mình nhé, đủ 9 mũi nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi. Bây giờ chúng ta cũng kết hàng như bình thường nhé. Cũng móc vào vị trí mũi móc đơn đầu tiên này. Và móc cho mình một mũi rời. Đây là hàng thứ 5 nhé. Đến hàng thứ 6, thứ 7 các bạn móc tương tự. Mỗi chân mũi là một mũi móc đơn, không tăng không giảm. Và đâm kim qua cả hai sợi của chân mũi như bình thường. Để chúng ta nên cái phần nụ hoa ở bên trong. Đến hàng thứ 8 này, chúng ta sẽ giảm nhé. Lên một bính để nâng độ cao này. Sau đó móc một mũi móc đơn đầu tiên vào cùng chân mũi rời này. Chân mũi thứ hai và thứ ba mình sẽ giảm một mũi. Ở đây mình dùng mũi giảm ẩn nhé. Mũi giảm tàng hình. Mình đâm kim qua hai chân mũi ngoài của hai mũi kế bên. Và móc mũi đơn để giảm một mũi này. Tiếp đến là một mũi móc đơn này. Rồi lại đến một mũi giảm. Một mũi móc đơn. Và một mũi móc giảm cuối cùng. Hàng này chúng ta giảm được 3 mũi. Còn 6 mũi ở trên hàng.
Sau đó các bạn cắt len nhé, để lại một đoạn khoảng 20cm thôi ạ. Để lát chúng ta dùng kim khâu len, khâu kín cái đầu nụ hoa lại. Chúng ta dùng kim khâu len này, đâm kim qua một sợi phía ngoài nhé. Mình đâm kim từ phía trong ra phía ngoài như này, một sợi phía ngoài của chân mũi. Đâm kim qua tất cả 6 chân mũi này. Sau đó các bạn rút chặt để khép kín cái vòng tròn chỗ này lại. Và đâm kim trở lại phía trong, xuống phía vòng tròn ma thuật này. Như vậy là mình xong cái phần nụ đỏ bên trong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái thùy lá ôm vào cái phần đỏ của nụ hoa như thế này nha. Bình thường các bạn sẽ để như thế này, phần đỏ ở trên, phần xanh ở dưới, và móc tiếp về bên trái. Nhưng bây giờ mình sẽ lật ngược lại nhé, để cho cái thùy lá nó ôm vào bông hoa. Các bạn lên cho mình 8 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay lại chân bính thứ hai từ kim móc này. 1, 2. Móc vào đây cho mình một mũi rời. Tiếp đến móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân tiếp theo. 1, 2. 4 chân mũi còn lại, các bạn móc cho mình mũi chữ T nha. Hay còn gọi là mũi nửa kép. 1, 2, 3. Tiếp đến này, các bạn bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi thứ hai một mũi móc đơn. Sau đó móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chỗ này chúng ta có hai mũi móc đơn này. Và lên cho mình 8 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và làm tương tự như chiếc thùy lá đầu tiên. Quay lại chân bính thứ hai từ kim móc. Móc một mũi rời. Tiếp đến là hai mũi móc đơn. Và đến 4 mũi chữ T, hay còn gọi là mũi nửa kép. Sau đó cũng bỏ qua một chân mũi, móc vào chân tiếp theo một mũi móc đơn. Chúng ta đã có hai cái thùy lá rồi. Móc mũi móc đơn thứ hai này. Sau đó lên 8 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm tương tự hai chiếc thùy trước nhé, để chúng ta có được chiếc thùy thứ ba.
bốn mũi chữ T và bỏ qua một chân mũi, móc vào chân tiếp theo một mũi móc đơn. Sau đó các bạn móc vào chân kế bên một mũi rời nha. Như vậy là chúng ta kết thúc móc chiếc nụ hoa. Các bạn cắt sợi len này, để lại một đoạn ngắn thôi nhé. Kéo sợi len qua. Và chúng ta cũng dùng kim khâu len để kéo và giấu nó xuống phần vòng tròn ma thuật. Mình đâm kim xuống nhé. Như vậy là chúng ta được cái phần đầu của chiếc nụ hoa rồi. Bây giờ các bạn đưa cái phần thân hoa vào vị trí vòng tròn ma thuật nhé. Sau đó giữ chặt phần cổ hoa này. Các bạn dùng len màu xanh lá quấn quanh thật chặt. Quấn cái phần thân hoa một đoạn thì chúng ta sẽ ráp chiếc lá vào. Về cái chiếc lá thì mình đã có hướng dẫn ở một cái video khác cùng với lại hướng dẫn móc bông hoa hồng này. Mình sẽ để đường dẫn ở phần mô tả nhé. Các bạn có thể xem lại ở đó. Các bạn đặt chiếc lá vào này và tiếp tục quấn cho đến hết phần thân hoa nha. Sau khi các bạn quấn hết phần thân hoa thì các bạn sẽ được một cái cành nụ như thế này. Các bạn thấy chiếc nụ có xinh không ạ? Đừng quên subscribe kênh ủng hộ mình nha. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì các bạn cứ comment, mình sẽ giải đáp. Chúc các bạn có thật nhiều sản phẩm đẹp. Tạm biệt các bạn.